Đại Đức Thích Minh Giới, đó là bài Quan Âm Cứu Khổ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lệ Thủy xin hát một bài nữa. Bài hát này thì của tác giả Dương Đình Trí. Đó là bài Ảo Mộng Phù Du. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Đầu tiên con xin kính chúc cho quý thầy, quý cô và quý Phật tử lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thứ nhất là chúc thật là nhiều sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả, A Di Đà Phật. Không biết là bà cô của con xuống tới dàn máy dưới chưa nữa ạ? Thôi thì mình cứ giới thiệu bài đại, nhạc phát tới đâu thì mình hát tới đó. Long xin gửi đến ba con dụng cụ bài hát được mang tên Hướng Về Ánh Đạo. Xin cảm ơn. Dạ, một tràng hát tay nữa cho người sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ạ.